em đang làm cái bánh gì đây? Dạ, có nghĩa là phân nửa là bánh tê, phân nửa là bánh tráng thường đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho cái này là hết là buffet đó cả nhà. Chào, xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay thì thêm một chuỗi buffet trên kênh, thì bây giờ mình tiếp tục. Hôm nay mình sẽ xem thử coi là buffet bánh tráng ở trên đường Nguyễn Tri Phương thì ăn như thế nào nha cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc tới đây luôn rồi nè. Dạ, bánh chấm âm xin chào. Ừ, chào em. Bên em hiện tại đang có chương trình buffet nè. Buffet này là gồm 7 món nè. Gồm 3 loại bánh tráng nướng, bánh tráng chiên, bánh tráng cuộn, bánh tráng trộn với lại một cái gỏi xoài. Cái này là buffet này với giá là 69 nghìn luôn hả? Có nghĩa là gồm có 7 loại. Dạ đúng rồi. Ok. Là trên đây là hình đó hả em hả? Dạ đúng rồi. Ồ, nhưng mà mình ăn thế nào? Nghĩa là mình sẽ chọn trên quầy hay sao em? Dạ, mình chỉ tự lấy 3 món là chiên trộn với lại cuộn dẻo ở quầy lái thôi. Còn bánh tráng nướng em sẽ tự mang ra cho mình. Ừ. Sau đó mình dùng hết, mình muốn refill thêm, mình tích vào cái tờ giấy ở trên bàn, bên em sẽ làm thêm cho mình. Ừ. Mình lấy thì sao, đủ 7 món hay là mình được ăn thả ra? Dạ, mình được ăn review thoải mái à. Dạ. Và có giới hạn gì không em? Dạ, trong vòng 90 phút rồi. Sau 90 phút đó, em sẽ ngưng review cho mình, nhưng mình có thể ngồi lại. Có nghĩa là sau 90 phút đó mình có thể gọi mới là được đúng không? Còn thường ngày là mình có những cái món nào bình thường, từng cái một không? Dạ, có ngoài menu buffet. Món lẻ bên đây à. À, món lẻ là có mấy cái này không? Dạ, đây là bánh nướng à. Bánh trộn, bánh chiên, với lại đây là bánh tráng đặc biệt, bên đây là bánh tráng cuộn. Ủa mà cái này gọi là cái món này đặc biệt á? Dạ đúng rồi. Pizza món này bên Việt mới Nam ra là sao? Dạ, thành phần của nó hầu như là gần giống với pizza bình thường, nó chỉ thay cái đế là bằng bánh tráng rồi. Trong đó là gồm có tôm, có thanh cua, có xúc xích, có phô mai kéo sợi luôn. Có nghĩa là cái đế nó là cái đế bánh tráng. Dạ, đúng. Còn rồi. Lại là những tấm bên trên đó đều là của giống như pizza. Dạ đúng rồi. À, ok. Rồi rồi, thay lấy cho chị một cái phần buffet bánh tráng này à. Dạ, dạ. Với lại cái pizza này đi em. Mình có dùng thêm nước không? Nước hả? Bên đây là menu nước, ở đằng sau là menu các món gọi thêm. Cái nào bán chạy nhất em? Dạ, best seller bên em là trà ổi hồng, trà bưởi mật ong với lại là soda lụa cam. Ổi hồng với lại bưởi mật ong đi. Giá ok quá ha, 25 dạ. ngàn thôi. Rồi lấy là bây giờ mình ra bàn mình sẽ lấy những cái phần buffet chẳng hạn như là bánh tráng gì ta? Ở trên đó có hết đúng không? Dạ, bánh tráng chiên trứng muối, bánh tráng cuộn kẹo Tây Ninh với lại bánh tráng trộn Long An mình tự phục vụ người like đó. Còn bánh tráng nướng với lại một cái gỏi xoài em sẽ mang ra cho mình. Ừ, chị ngồi các bạn sau đó đó gần cái quầy luôn nha. Dạ, bánh tráng cuộn xoài. Mình lấy nước chấm cho mình cho em. Ờ. Cả nhà mình hay nhắc á là loại là mấy cái quầy này nè, phải đeo khẩu trang. Bây giờ Ngọc sẽ đeo khẩu trang nha, để kép số ở đây. Ở đây Ngọc thấy là có sốt bánh tráng giống như là mình chấm thì mình sẽ tự pha cả nhà. Quầy nó ở đây hết luôn. Dưới đây là có chén, cái hai cái chén. Sốt thì có công thức ha, bước 1 là quả tắc thì đường gì nè. Cái này thì Ngọc sẽ để cho cả nhà nha. Bây giờ Ngọc sẽ làm thử tất cả trên đây, Ngọc xem thử coi có muối, có đường. Cái này là mayonnaise, rồi sốt tương ớt, ngũ vị hả. Lấy cái này thử. Mình lấy theo tâm linh được không? Mình không làm theo công thức được không? Chắc được quá cả nhà. Công thức thì gợi ý cho mình ăn nó hoàn hảo hơn, nhưng mà Ngọc thích cái nào nó sẽ làm theo tâm linh cái đó ha. Có một chút xíu này, có để này được không? Trộn đều lên các gia vị. Rồi cái này là sốt tương ớt. Nếu mà chuẩn nhất là cả nhà phải tham khảo ở trên cái phần hướng dẫn nha. Rồi mayonnaise này nhìn ngon quá nè ha. Đó, cái quầy tự pha này hay nha, y chang như buffet bình thường mà mình hay ăn đúng không? Nhưng mà được cái là có những cái món thì người ta sẽ đem ra cho mình thôi. Bây giờ chuẩn bị Ngọc sẽ đến quầy like nha cả nhà. Mình ăn hơi kỳ, thêm này nữa đi. Đó. Bước thứ ba là thưởng thức, bước thứ hai là trộn đều, bước thứ nhất là chọn gia vị đó. Ở nhà có thể theo trên đây một phần thìa đường sa tế luôn ha. Không gian ở đây ok quá, Ngọc đi vô nha. Quên mang cái này. Phải có cầm cái số bàn để cho người ta xem được. Bánh tráng dành cho khách dùng buffet, bánh tráng trộn Long An, bánh tráng dẻo với bánh tráng trứng muối. Đó, hồi nãy bạn phục vụ bạn có nói với mình, ủa các bạn nhân viên ở ngoài mà có nói là quầy la mình sẽ lấy cơ bản là những cái phần này trước. Là lấy 3 món trước nha cả nhà. Cái món này là món gì ta? Món này là bánh trộn dẻo Long An nè. Rồi bánh tráng cuốn Tây Ninh là ở trên đây ha, cái quầy like nó xinh xinh á. Ờ, để dưới cái này nó nhìn chất ghê luôn.
Ngọc biết được á là ở đây là một kiểu như bánh tráng mâm á, có hồi xưa là ở bên đường gì ta, đường Cao Thắng nha cả nhà, nhưng mà địa chỉ bây giờ dời về đây rồi, do là Ngọc đi ngang đây Ngọc thấy là dời về đây mà Ngọc chưa có thử lại coi gia vị nó còn như mà lúc đầu mình ăn hay không, cho nên ra đây hôm nay Ngọc ghé đó đủ hết luôn. Xong rồi bây giờ ra bàn chờ xíu nữa là đủ món nha. Ở đây tất cả là topping đó hả em hả? Dạ đúng rồi. Ô, gọn gàng quá trời luôn. Đây là em đang làm cái bánh gì đây? Dạ, làm bánh kẹp pate tê. Ờ, có nghĩa là phân nửa là pate, phân nửa là bánh tráng thường đúng không? Dạ đúng rồi. Cho em đây chưa, là chưa. Pate đây nè cả nhà. Xong rồi mấy cái loại topping như trứng đồ này kia là có đầy đủ ở đây hết, đây nước sốt luôn. Từng khu sẽ là từng món khác nhau. Lâu không em? Nhanh xíu. Chắc nhanh mà đúng không? Còn anh bên kia là sẽ, bạn bên kia sẽ làm món gì? Ờ, bên kia là sẽ là nước mì ra, là hoài kim. Hoài kim là có trứng muối đó hả? Không, hoài kim là cái Đà Lạt. Ờ. Thế là xong rồi nha. Wow, trời đất các bạn, gọn gàng sạch sẽ quá trời luôn cả nhà ơi. Đây là em đang làm cái bánh tráng gì á? Pizza Sài Gòn. À, pizza Sài Gòn. Ủa, cái pizza Sài Gòn là cái bánh tráng lẻ hả, phải không? Dạ, như là bánh phê nè chị. Là bao gồm là mình hồi nãy chị có ăn là có phô mai, rồi có xúc xích để lên trên mặt nha. Còn quầy bên đây là tất cả mấy cái topping mà bạn ấy bỏ vào nè cả nhà. Chị ăn hồi nãy là pizza Việt Nam. Pizza Việt Nam. Ờ, pizza Việt Nam là trong cái trong cái khai á đúng không? Dạ. Trong cái buffet á đúng không? À, cái đó là cái bộ món của người. À. Cái này là gì cho chị hỏi cái. Cái này không chị? Ừ. Ê, gọi là ốc lứt. Ốc lứt đúng không? Ờ, nãy chị ăn cũng biết nhưng mà giống như làm khi mình coi có phải đúng không ấy. Nướng nhanh. Ngọc có cơ hội vào bếp để quay cho cả nhà. Lúc nãy thì mình ăn ở ngoài xong rồi, thưởng thức xong rồi mình thấy rất là ngon, nên thành ra là vào bếp xin cái quay chia sẻ với cả nhà nha. Đặc biệt là vào đây mình rất là bất ngờ, ở trong đây làm rất là theo cái khâu á, chuẩn bị rất là ok, cả nhà thấy không, gọn gàng, topping là từng khai một hay là từng quầy, từng khu là sẽ có làm mỗi loại bánh tráng khác nhau. Mà tôi nói gì thêm trơn, có cái lá hết trơn rồi ha. Chắc mình sẽ để lên lá chuối ở dưới đó, cái khai vậy đó cả nhà. Ờ. Bên kia là nướng thì bên đây là cuộn nha. Mấy bạn cuộn ở đây, topping cũng sẵn ở đây luôn. Mình đang làm bánh tráng cuộn dẻo á đúng không em? Cuộn dẻo Tây Ninh. Em làm cuộn dẻo Tây Ninh nè. Cuốn rong biển, quay xương củ chi cuốn bơ. Ruốc, mỡ hành, khô bò nè cả nhà ha. Mấy topping ở trên đây hết luôn, gọn gàng vô cùng luôn ha. Ở đây là mực đúng không? Này là mực nướng đó không cô? Dạ, phải không em? Cái màu hồng đó là khô mực nước dừa. À. Còn cái bên cạnh đây là khô mực. Ừ, ngon.
còn cái chiên á, bánh tráng chiên á là mình làm ở đâu? Làm ở bếp bên mày. Là mình làm mà trong lò đúng không? Mình chiên bằng cái nồi chiên đúng không? Bên em chỉ là áo qua một lớp trứng muối trước rồi sẽ bỏ vô lò chiên không dầu. Ừ, tại vì lúc nãy chị ăn chị thấy á nó giòn khú luôn, ăn rất là ngon. Dạ đúng rồi, mà nó không có bị béo quá, nó không có bị dầu nữa. Đúng rồi. Lại đây thì cả nhà có thể thử cái bánh tráng chiên lúc như Ngọc hồi nãy nha. Vừa Ngọc ăn bánh tráng chiên dạng như là trứng muối, xong rồi mình có ăn cái bánh tráng chiên tỏi nữa cả nhà, ngon lắm, bơ tỏi. Ở đây có mọi người có từng khâu hết thì mình tiện ra ha. Có nghĩa là ai cũng được chú tâm vào công việc của mình á. Còn là cái quầy ở trong kia là giống như là sao em? Nó chỉ như là xếp mâm với lại pha chế nước á chị. Là xếp mâm chỉ là khi nào có view là chị sẽ đọc lên rồi trong bếp chị nhớ món của mình. Rồi làm rồi đem lên đấy cho chị đối khách rồi đem lên cho khách. Là gồm trên cái mâm này thôi nha. Còn cái này Ngọc gọi riêng lúc nãy cả nhà, nếu mà coi phần đầu mà cả nhà có thể thấy đó, từng món một ha. Ở đây hầu như là hội tụ hết tất cả những cái món mà ở các miền luôn ha, tìm đâu ra mà bánh tráng, hội tụ mấy bánh tráng của mấy miền đó cả nhà. Có cái pizza Sài Gòn nè ha, xong rồi có cái mắm ruốc, cái này nè, mắm ruốc Phan Thiết nè ha, rồi cái pate Đà Nẵng, rồi bánh trứng muối. Bánh trứng muối là bánh nào? Bánh này, bánh trứng muối Sóc Trăng nè ha, rồi bánh dẻo Tây Ninh, bánh cuốn dẻo Tây Ninh nè ha, đó, bánh tráng trộn Long An nè, không đủ luôn ha. Có Phan Thiết, có Sài Gòn, có Sóc Trăng, có Tây Ninh ha, ngon, xuất sắc luôn. Ngày hôm nay thì ghé lại đây tại vì do là có một số là các bạn nói chỗ hình như nó đổi rồi đó, đổi đúng là đổi thiệt nha cả nhà. Địa chỉ ở đây là đường Nguyễn Tri Phương, thì hoặc là ghi lên màn hình cho cả nhà cùng theo dõi. Thôi trước hết là mình ăn cái buffet này á, thì cả nhà khi mà bình thường á, trong theo cái video của Ngọc quay nãy giờ thì cả nhà có thể thấy là mình vô thì mình sẽ được order xong thì mình lại lấy trên quầy nha. Quầy là những cái bánh tráng trộn sẵn thì có trên quầy, còn mấy dạng nướng á thì sẽ được ở các bạn sẽ mang ra bàn tận, nói chung là các bạn sẽ mang ra tận bàn cho mình. Đây là cái bánh mình gọi riêng, pizza Sài Gòn. Ôi nhìn y bon cái pizza luôn cả nhà. Ở trên thì cũng có phô mai ha, cũng có kéo sợi đồ này kia ha, cũng có thanh cua, xúc xích. Mình ăn buffet hải sản nhiều rồi đúng không? Hôm nay mình tràn qua tới buffet bánh tráng. Đây đây đây, cái ấy nó ra nè. Thấy không? Nó kéo sợi nè, cái sợi của phô mai á cả nhà ha, nó còn nóng ha, sẽ kéo sợi. Ngon nha. Giống cái pizza thiệt luôn đó nha. Nhưng mà đặc biệt là dưới là đế bánh tráng thôi, còn lại cũng có một cái sự thơm thơm của ớt chuông ha. Xong rồi có cái độ pizza có cái phô mai kéo kéo, cái mình ăn nó kiểu hơi mà ngùi á, nó sực sực. Có bóc thơm thơm, cũng có ruốc ruốc. Nhưng mà này giống ăn, cái này ăn giống pizza thiệt luôn nha. Gọi pizza company á, nếu mà cả nhà ăn pizza company rồi ha, cả nhà có thể biết là nó cái đế mỏng, lúc nào mình cũng chọn đế mỏng. Bây giờ mình có thể là chọn chỗ bánh tráng mâm này ha, để ăn cái phần pizza mà dạng bánh tráng ha, ăn nó sẽ không có bị ngán mà nó lại còn giòn giòn ngon ngon nữa cả nhà. Cái phần nước sốt nè, nước chấm này là Ngọc làm theo cái phong cách mà các bạn chỉ ở trên cái bảng á, mình pha theo như vậy á để mình xem thử coi pha theo công thức thì ăn như thế nào và pha theo Ngọc thì ăn như thế nào. Chắc mình tâm linh quá nó sẽ không có được hay cho lắm. Coi ngon, đúng là bí kíp gia truyền rồi, cho nên thành ra là công thức chuẩn là ăn rất là sệt đậm đà ha, có mặn có ngọt có béo có thơm.
Ê chết rồi, hồi nãy Ngọc để trái chanh mà mấy bạn vô trái chanh của mình đâu rồi, trái cắp của mình đâu rồi. Rồi thôi xung luôn rồi cả nhà ơi, xin mượn cái chỗ này để lấy trái tắc gì ở đây, nó thiếu cái sự chua chua của tắc nữa. Có tắc, có chua, trời ơi thấy không, một cái người mà ăn uống rất là cố sát, lấy rất là nhiều, giờ nó đổ một lùm trơn. Nhưng mà tóm lại là gia vị của cái này á, làm theo cái công thức thì nước chấm rất là ngon ha, giòn của bánh tráng mà giống như kiểu giòn ở rìa, ở bên trong thì nó dính được cái topping cho nên là nó sẽ gọi là sao, ăn nó dai dai. Gia vị thì topping thì nó nhiều nha, và mình ăn mình rất là cảm thấy thanh cua, rồi rất là cảm thấy là có xúc xích đồ này kia luôn. Nãy giờ là mới ăn bánh tráng gọi riêng thôi nha cả nhà, bây giờ mày ăn phê nè. Bây giờ là những cái món dạng như là này là phải nướng ha, các bạn nướng ở trong bếp nên thành ra mình Ngọc ăn trước đi để mình cảm nhận được cái độ giòn, chứ mà bên đây có quạt á, để nãy giờ nhưng mà vẫn giòn chứ không phải là mềm như Ngọc nghĩ nè cả nhà. Coi bộ là nhìn cái mông này là bỏ ra có 69.000, quá thành công rồi, ăn buffet ngày hôm nay rồi. Vẫn giòn khú luôn. Pate béo, mịn, thơm. Thêm là có nhiều nhiều tiêu với lại cái hậu nó ngọt ngọt. Cái đồ mà dạng như ăn chơi như kiểu này thì Ngọc thấy á, nó phải mang cái hậu ngọt ngọt như thế này mới được trọn vẹn được cái món ăn vặt đó cả nhà. Nếu cả nhà đồng ý như vậy thì nhớ comment cho Ngọc biết nha. Đặc biệt là làm cái pate này ngon, pate này thơm, rất là thơm nha. Nói chung là gia vị nó trọn vẹn lắm. Cái miếng pate bên đây, còn bây giờ mình sẽ chuyển bên đây dạng như bánh tráng phân nửa, pate sẽ phân nửa thường như thế này. Họ tủ đủ miền luôn, sướng ghê. Lại đây là ăn đủ hết. Chắc là phải dẫn chị mình ăn thôi, tại chị mình rất là thích ăn bánh tráng nướng. Bánh tráng dù để lâu, đây có quạt nhưng mà vẫn giữ được cái độ giòn khú luôn nha. Không mà mình ăn vô gia vị đồ nó vừa vừa, khi mà chấm thêm cái nước sốt, nước chấm nữa. Nước chấm là tại vì Ngọc làm nhiều nên nhìn nó bị vậy á, nhưng mà nước chấm thì làm gia vị á, theo kiểu đó thì rất là đậm đà cả nhà. Chua, ngọt, mặn, béo vừa phải. Pate ngon rồi, cái này là bánh tráng Phan Thiết hả? Thôi, hồi quá từng có lần đi công tác xong mình cũng có ghé Phan Thiết thì mình cũng đã được ăn rồi, nhưng mà nó sẽ không nhiều topping giống như ở đây. Hồi Ngọc ăn kiểu vọt dọc đường thôi cả nhà, nhưng ở đây là rất là nhiều topping chết rồi, mình gỡ ra không được, gỡ ra nó sẽ bị hư. Đó, trong đây nè, xuyên qua đây thì rất là nhiều, để Ngọc cắn ra cả nhà nhìn nha. Nãy giờ đem ra khoảng có 10-15 phút, 20 phút rồi. À, bánh tráng mổ rất là ngon. Ngọc có ghé cái quầy Ngọc làm đại, cái phần nước sốt tâm linh bách bảo coi nó ngon không nha cả nhà. Có nghĩa là gia vị của cái này nó đậm đà, bánh tráng Phan Thiết ở trong thì cũng có trứng ha, rồi béo của trứng nha, thơm gia vị, và có dạng nem, nó chua chua nữa. Ngọc làm nó ăn không ngon bằng. Ngọc thấy bên đây á, cái nước chấm á, làm theo công thức thì nó vừa chua ngọt mặn á, nó hòa quyện hơn. Ngọc cũng ngọt nó bị chua với bị mặn nhiều quá cả nhà, tại Ngọc làm hình như là Ngọc bỏ có hai cái loại sốt vô thôi. Đó, kết luận một điều là làm theo công thức vẫn ngon nhất nha cả nhà ơi. Giòn ha. Ngồi ngày hôm nay ha, mỗi thứ trong buffet thì Ngọc phải ăn một chút thôi, tại vì sao? Ngọc phải review nhiều cho cả nhà, Ngọc ăn một lần nó sẽ không còn, một lần mà nhiều nó sẽ không còn ngon nữa. Thành ra là từ từ chờ Ngọc cắt thêm cái bánh tráng này nữa nha. Nhưng mà cái độ này ha, cái trời mà giống như kiểu là chuẩn bị nuôi hay nó cả nhà lạnh lạnh hơn, ngồi cho mấy bạn đem ra mà bánh tráng nó rất là nóng nóng ấm ấm ha, mình ăn trời nó sướng gì đâu á, tưởng như Đà Lạt luôn hả. Rồi bánh tráng này ăn thế nào ha, nó cũng sẽ khác khác, hình như ở trên đây nó có gạo lứt, còn có cái bắp cải tím. Cái này thì nó đậm cái dạng cái sợi khô bò á cả nhà, sợi khô bò hả ta, hay sô khô gà ta, nó đậm hơn, nó thơm hơn, nó có hậu ngọt ngọt hơn và có ruốc. Thì cái nhà nó cũng có ruốc, nhưng mà cái này nó hình như có vẻ cũng ruốc nhiều hơn, với lại cái giòn giòn ở trên của cái gạo ở trên nữa. Cái nhân ở đây á, làm nó vừa phải như thế này, nó vừa nó ám bên trên cái phần mặt bánh tráng, nên cả nhà thấy là
mình ăn mình không có bị ngán nha. Tại vì Ngọc nghĩ nếu mà nhiều nhân quá, nhiều bạn nói là nhiều nhân nó mới lợi, nhưng mà không đâu. Nhiều nhân quá, một đó là mình ăn nó dễ bị ngán, hai á là cả nhà biết xong nó dễ bị ướt á, nó sẽ không còn giữ cái độ giòn ngon của bánh tráng ở cái đế bên dưới nữa. Ăn hết tất cả cái phần nướng rồi, tại vì nướng mình phải ăn nóng nóng mới ngon đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn trộn nha cả nhà. Trước khi ăn trộn thì cả nhà biết làm sao không? Tính nói vậy nè. Bánh tráng dẻo hả? Là thường á, bây giờ ở đây á, là buffet đúng không? Thì mình sẽ lấy trên quầy ha, ăn thả ga luôn nha. Nhưng mà á, giới hạn là 90 phút thôi nha cả nhà. Đó, nói chung là giá là 69.000. Ăn là ăn thoải mái, nhưng mà trong vòng 90 phút thôi. Sau đó thì các bạn cũng có thể ngồi lại ở đây. Nhưng mà giống như kiểu là mình không có được lấy trên quầy nữa, hoặc là mình không có được gọi thêm nữa. Đó, khi nào mà hết thì cả nhà cứ tiết ra trên đây rồi nhờ các bạn nhân viên nha. Ở đây á, là địa chỉ số là 230 của Nguyễn Tri Phương, quận 10 cả nhà. Ngon. Thật đồng ghê. Bánh tráng ở ngoài dẻo, ở trong á, ủa không biết có khô bò không ta, hay là khô gà ta, chắc khô gà có sự giòn giòn thơm thơm với lại chua chua của xoài, ngon. Giờ không ăn thử miếng nữa, ăn nổi ăn hòa rồi, mấy món này ăn không nổi tại giờ nhiều quá, nãy còn mới ăn thêm cái này nữa cả nhà. Tại như mình sẵn tới rồi nên thành ra mình phải review hết ha. Còn mấy cái gì đặc biệt là mang ra hết cho cả nhà rồi đó. Đặc biệt nhất là cái phần buffet này không nói rồi, tại vì ở đây là tên là buffet bánh tráng mà. Rồi thứ hai là cái này nè, cái pizza bánh tráng Sài Gòn này nè. Trời ơi, bánh tráng là bánh tráng trộn trộn, ở ngoài là có ruốc. Nói chung là tổng hòa lại gia vị ở đây đậm, gia vị của nên bánh tráng đậm đà mà topping thì cũng nhiều nha. Hay là bánh tráng này á, vừa vải như này, ít dầu như này Ngọc thấy ăn ngon hơn. Nếu mà nhiều dầu là ăn sẽ rất là bị ngán này Ngọc. Thường hay bị sợ bánh tráng Đông An mà mình hay đi mua về dọc đường chỗ mình về quê cả nhà. Ủa nhiều dầu kinh khủng khiếp luôn, ở đây là trộn là ok nè. Vừa phải nha, vừa ruốc ở bên ngoài, xong rồi có khu bò đồ ăn kèm với lại có thêm cái dĩa mà ruốc với xoài mình ăn kèm nữa cả nhà. Ăn xoài là không có bị ngán, thành ra là kèm trong buffet này là rất là chuẩn luôn. Nếu mà trên buffet hải sản cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có những cái món chua, snack chua chua để cả nhà ăn kèm ha. Ăn với hải sản thì ở đây là ăn bánh tráng với lại xoài cho thêm một cái dĩa riêng như thế này, là dĩa thứ 7 đó cả nhà. Rồi cuối cùng mình có thêm một món này nữa. Đây là một bánh tráng, này là bánh tráng cái gì để mình nhớ coi. Trứng muối Sóc Trăng. Giòn quá vậy. Cái này là chiên lên rồi, áo bên ngoài là trứng muối thơm. Nói chung là độ béo thì tất nhiên nó không phải quá béo, tại vì nó vừa phải thôi. Không phải là giống như kiểu bỏ nguyên cái trứng mà trứng nổi ra mặt luôn, không có cả nhà. Thành ra là cái độ béo này vừa phải nha. Ăn giòn giòn dính. Kiểu mà bánh tráng bỏ vô miệng cái nó giòn tan ngay trong miệng luôn. Tập trung tại một chỗ Sài Gòn thì mình khi mà mình thèm cái là mình nhớ mình đến này ăn liền. Thì Ngọc nhắc lại địa chỉ ở đây nha. Hồi xưa là nó ở có một cái clip Ngọc quay rồi, và nó ở địa chỉ là ở bên đường Cao Thắng. Còn bây giờ là chuyển hẳn qua địa chỉ là Nguyễn Tri Phương, số 230 Nguyễn Tri Phương, quận 10 nha cả nhà. Ừ, cái chả ổi này ngon lắm. Cái này mình chưa thử nữa. Cái chả ổi của Ngọc lúc nãy Ngọc uống á, ngon, đậm đặc, thơm. Chua vừa phải, kiểu ngọt cũng vừa phải luôn. Cái đựng ngọt quá nha, Ngọc quá sợ lắm. Sợ ma lắm. Ừ, cái này là mình nãy mình gọi trà dĩa ta thơm, trà thơm á. Hôm nay mình bỏ ra với 69.000 mình nhận được như thế này là quá ok. Nên thành ra là nếu mà cả nhà nào của mình đã từng thử ở đây rồi thì cả nhà có thể là cho Ngọc biết với, cho Ngọc biết là cả nhà cảm nhận có giống như Ngọc hay không. Thì đây là một địa điểm mình tiếp tục chia sẻ cả nhà ha. Không chỉ là buffet bình thường Ngọc hay ăn, mà đây là buffet bánh tráng nữa. Và hứa hẹn sẽ có nhiều buffet hơn nữa để cho cả nhà cùng theo dõi ha. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo nha. Bye bye.